Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả nha. Mình xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình lớn nhất nhỏ bé này. Chúng ta trong phần này chúng ta sẽ cùng với mấy chú cá bự. Ra vòng chai được nhiên nhiên là vì con cá nó đớp mình đít mẹ. Tổ sư nó. Chọn thử thách video tại Shopee. Tại app Shopee, chọn Shopee Game. Chọn thử thách video, vượt qua 5 vòng, kết quả hấp dẫn. Phong. Phi dao à? Let's do. Nào, đây. Ăn đuôi. Ăn đuôi. Một phát ăn nữa ba. Yes. Mình phải gắn viên gạo chay trước khi nó đóng ạ. Con thỏ đóng ạ. Ôi đây 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 đây. Một con rồi. Lại đây. Lại đây. Lại đây. Mày lại. Con cám con môi của tao. Đi về đóng lại rồi, đóng lại rồi. Go. Mình đua. Mất tôi.
tôi, mất tôi. Câu cá rồi à? À, mất tôi, mất tôi. Có lẽ mà này thì mình đi quay về làm cắn đuôi cho Spot the ink. Let's get everyone home. To infinity and beyond. Cứ thế này làm sao mà đến được mà. Bố chứ đi, mẹ toàn bị ăn cá lớn ăn thịt. Thôi chúng mày đừng có biết không, tao đừng có cay mắt quá, đừng cay mắt quá. Chúng mất bực. Thôi mà này khó VL. Mà này cho thì mẹ nó cho toàn con cá mực vào. Thôi được rồi, thôi được rồi. Ta cắn đuôi con cá mực đi. Và con cá mực kia đi. Đứng lại, đứng lại. Tôi thấy cái màn này nó cho toàn con cá mực luôn. Bị mẹ, à cay mắt. Nó phun mực vào tôi kia, tôi cay mắt tôi, cay hết cả mắt. Cay hết cả mắt của tôi rồi nè. Vào miệng tao nè. À. Mất tôi. Oh, my God, I can't sleep with you. Oh, my God, I can't sleep with you.
để khá nâng cao. Buông lách à? Mấy xa còn là tôi chịu cái này mà. Ta. Màn bot. Giờ sang màn bot. What the fuck? Định dụ nó ra hỏi như mình. Đi. Tiếc là chỉ 3 mà. Hả? Vâng, như vậy là chúng ta đã xong tập của tổ chức Nintendo rồi. Mà cuộc chiến vẫn chưa còn kết thúc đâu. Bao nhiêu? Thêm 3 màn nữa là. Thêm 3 màn nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái series này. Thôi thì cảm ơn quý vị đã xem video. Hẹn lại quý vị trong video sau. Bye bye.